Hồng Loan chào quý vị trở lại với chương trình đọc truyện với Hồng Loan. Và ngày hôm nay Hồng Loan sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện rất là đặc biệt. Câu chuyện có thật hoàn toàn về cuộc di dân của một đời người vào thập niên 40. Ông là quê ở Bạc Liêu, cùng quê với lại ông nội của Hồng Loan. Ngày hôm nay Hồng Loan kể chuyện về người ông này. Và mai mốt nữa Hồng Loan sẽ kể câu chuyện về ông bà nội của Hồng Loan nữa. Và câu chuyện xin phép được bắt đầu. Ra đi khi tuổi vừa 18, đến nay nhẩm tính gần 80. Thời gian qua nhanh như gió thoảng, một lần đi gần hết cuộc đời. Tôi được sinh ra và lớn lên trên đất Triều Châu thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Tổ tiên ông bà, cha mẹ sống về nghề nông. Cha mẹ tôi có 10 người con, 4 trai và 6 gái. Tôi là con trai trưởng trong gia đình. Từ 10 tuổi đầu, tôi đã phụ giúp cha mẹ trong những việc khá nặng nhọc và khó khăn mỗi khi cha mẹ tôi cần đến. 12-13 tuổi, vừa cấp sách đến trường, vừa phải theo cha ra chợ để phụ trong việc bán hàng, hầu kiếm lời nuôi các em dạy. Cha tôi rất hiền, tánh tình chất phác, nên mẹ tôi mỗi khi mua được hàng, áo, quần, giày cũ, kể luôn cả các thứ có thể bán được, là mẹ đã từ xóm trong ra xóm ngoài, từ quận nọ đến quận kia, nơi nào đi được là bà đến để tìm mua. Khi mua đủ hàng, mẹ đưa cho cha và bảo tôi đi theo cha để phụ bán hàng. Mẹ tôi rất nhạy bén chọn ra cách làm ăn này, nên đã giúp rất nhiều cho gia đình sống qua cái thời gạo châu củi quế đó. Phần tôi, ngoài việc phụ cha mẹ, tôi đã tự tìm thêm việc làm, hầu để kiếm thêm thức ăn đem về cho các em tôi. Tình hình trong nước ngày càng trở nên đen tối, nạn đói đe dọa khắp nơi. Có nơi người ta phải ăn cả cỏ, thậm chí cả những con vật đáng thương như con khỉ, con chó, con mèo, người ta cũng ăn thịt chúng để mà sống. Tình hình chính trị ngày càng rối rắm hơn. Nào là phong trào cách mạng nhân dân, cách mạng tháng 8 ầm ĩ bùng nổ khắp nơi. Thế nên song thân tôi đã sớm nhận định được thời cuộc và quyết định để cho tôi thoát ly trước. Kể từ đó, hằng ngày mẹ tôi âm thầm đi đi lại lại từ quê lên thành phố San Tu để tìm người và phương tiện cho tôi đi. Trong khi đó, tôi nào hay biết, ngày ngày cấp sách tới trường, hy vọng sau này khi ra trường sẽ làm sĩ quan trong quân đội, hay ít ra cũng trở thành công nhân viên chức, hầu kiếm thêm đồng lương và thực phẩm để giúp cha mẹ nuôi các em. Khi biết được quyết định của cha mẹ tôi mới biết rằng những ước mơ từ thời niên thiếu đã vượt khỏi tầm tay của mình. Những lúc sau này, mẹ tôi càng ráo riết hơn vì mẹ hy vọng rằng nếu tôi thoát ly sớm, sẽ tránh được những nghĩa vụ lao động, quân sự của chính quyền đương thời. Rồi thì việc đến, phải đến. Năm 1948, tôi vừa tròn 18 tuổi. Cũng là lúc tôi phải tuân theo quyết định của song thân để dấn thân vào cuộc phiêu lưu đầy sóng gió. Xa cha, xa mẹ, xa bầy em dạy, lòng tôi như rã rời, tan nát. Mọi chuẩn bị cho chuyến đi của tôi đều do cha mẹ thu xếp. Ngày tôi lên đường, mẹ sợ cảnh biệt ly nên đã tránh việc tiễn đưa tôi. Đúng vào ngày đó, tôi theo cha tôi tới nhà một người bà con xa tại thành phố San Tu để chờ tàu vượt biển. Để tránh sự dòm ngó của địa phương nên tôi đã đi sớm vài ngày. Sau 2 ngày chờ đợi, một chiếc tàu lớn đến bến San Tu. Nhưng vì số lượng người trên tàu khá đông, không xuống được,
nên đành phải chờ chuyến sau. Hồi hộp kéo dài trong nỗi lo sợ của tôi. Ngày kế tiếp, một chiếc tàu nhỏ hơn xuất xứ từ Thái Lan đến. Người bác bà con xa đã đưa tôi xuống chiếc tàu đó. Và cuộc đời sóng gió của tôi cũng bắt đầu từ đó. Năm 1948, trong khoang tàu nhỏ khá chật chội, phải chịu đựng qua 2 ngày đêm, tàu đến biển Hồng Kông cũng đúng vào lúc cơn bão nhiệt đới tràn đến tàu nhỏ, nên tàu nhỏ phải vào tránh bão ở cảng Hồng Kông. Sóng to, gió lớn đã hành hạ mọi người trên tàu. Bước khởi đầu bị uy hiếp, ý chí lung lay, mưa gió đã thấm ướt tâm hồn thơ dại của tôi. Cơn bão rồi cũng qua, cuộc hải hành lại tiếp tục. Thêm mấy ngày lênh đênh trên sóng biển, chiếc tàu định mệnh đó đã mang tôi đi đến một thành phố lớn và hoàn toàn xa lạ. Những cao ốc ngước ngưỡng trời xanh, phố phường đông đúc, các ngã đường tấp nập người qua lại. Hỏi ra mới biết đây chính là thành phố hoa lệ Sài Gòn, hay còn gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông, Việt Nam. Khi tàu sắp cập bến, mọi người đều chuẩn bị hành lý để lên bờ. Riêng tôi chẳng có một hành lý nào ngoài khối óc non dại, một nghị lực kiên cường và một quyết tâm với đôi tay khỏe mạnh, sẵn sàng lao vào cuộc sống mới. Tất cả những thứ tôi có, đó chính là hành trang mang vào đời trước biết bao nhiêu khó khăn đang chờ đợi. Những bước chân e dè trên đất lạ, tôi đã đi mà chẳng cần biết mình sẽ đi về đâu. Bên tôi còn có 2 thanh niên đồng hương và người bác bà con xa. Trước hết, chúng tôi tìm chỗ trú thân, một mái hiên vắng đủ để cho chúng tôi trú qua đêm mưa giữa thành phố lạ. Những ngày đầu gian khổ, cảm giác cô đơn đã làm cho tôi buồn bơ vơ. Chính những lúc đó, tôi đã nhớ về quê nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ nhất là những khuôn mặt ngây thơ của bầy em dại, nhớ từng góc nhà thân thương, nhớ sân trước, sân sau, nghĩ đến những nhọc nhằn của cha mẹ. Những thương nhớ đã hành hạ tâm hồn cô đơn của tôi. Rồi cái buồn, cái nhớ cũng qua đi. Tôi đã trở lại thực tế và mạnh mẽ vượt qua cái quỷ mị thường tình và lòng nguyện. Phải làm sao để xứng đáng với sự hy sinh to lớn của cha mẹ, và cũng không để đàn em thất vọng vì mình. Nhờ ơn trời Phật đưa đẩy, người bác bà con của tôi đã liên lạc được với người bà con xa ở Sóc Trăng. Ông dự định đưa tôi và 2 người bạn đồng hành xuống Sóc Trăng. Lúc bấy giờ là thời điểm của phong trào diệt Minh đánh Pháp, nên đường xá đi lại rất khó khăn. Đi đường bộ thì phải có khênh vôi, xe chở lính hộ tống, và mỗi tuần chỉ có 1 hay 2 chuyến, nhưng luôn luôn đặt trong tình trạng rất nguy hiểm. Do đó người bác bà con xa định cho chúng tôi đi bằng phương tiện máy bay nhỏ, mỗi tuần có 1 hay 2 chuyến bay chở 7 hành khách. Còn có loại máy bay lớn hơn, chở được 25 người. Trong khi chờ đợi chuyến bay, người bác bà con đưa chúng tôi tới văn phòng hàng không tạm trú. Và cũng vì không có tiền để mướn phòng trọ,
nên chúng tôi tạm ở nhờ trong văn phòng đó. Ngày qua ngày, chờ và chờ. Vì có nhiều thì giờ rảnh rỗi, nên tôi xuống chỗ làm việc. Thấy cái gì nghịch mắt là tôi thu xếp lại cho gọn để giúp văn phòng đó. Từ quét nhà, dọn dẹp vệ sinh, giúp cân đo hành lý. Tôi không hề nề hà một công việc nào cả. Vì cứ nghĩ ông chủ hãng máy bay đã cho chúng tôi tá túc là điều rất quý rồi. Cứ thế, ngày nào tôi cũng xuống văn phòng để giúp ông chủ hãng máy bay. Một thời gian sau đó, có chuyến bay chở chúng tôi đi Sóc Trăng. Phần ông chủ hãng máy bay là chỗ quen với người bác dẫn dắt chúng tôi, thấy tôi siêng năng nên muốn mướn tôi ở lại để giúp ông ta. Và ông ta sẽ trả cho tôi 30 đồng một tháng. Nghe như vậy tôi vô cùng sung sướng và đồng ý ở lại để làm việc cho hãng máy bay. Với công việc thật khiêm tốn, sáng gom thu mấy ống nhổ để quanh phòng đợi của khách, đem đi rửa sạch, quét dọn phòng ốc, chùi rửa nhà cầu. Xong những việc dọn dẹp đó, tôi lo việc cân đo hành lý và chất lên xe tải để chở ra sân bay. Với công việc đó, tôi đã làm cần mẫn, làm tròn bổn phận một cách dễ dàng. Thấy tôi siêng năng và chịu khó làm việc, ông chủ hãng đã cho tôi lên lương. Mỗi tháng được 50 đồng. Làm việc tại đây gần cả năm. Sau đó, vì đường bộ được khai thông, nên khách của hãng máy bay chuyển qua đi xe. Ít khách, ế ẩm, nên ông chủ đã chuyển nghề. Trước khi ông chuyển qua lĩnh vực làm ăn khác, ông cũng không quên giới thiệu cho tôi người bạn của ông đang làm chủ một nhà hàng nhỏ có tên là Hoa Lạc Viên, nằm trên đường Garros, Chợ Lớn. Những ngày đầu qua làm tại nhà hàng, tôi phụ trách việc rửa chén. Buổi sáng lo làm lòng heo cho sạch và nướng giò heo để sẵn sàng khi thợ nấu đến, họ làm phá lấu. Tôi có phần vất vả, nhưng với quyết tâm, tôi đã hoàn thành tốt đẹp công việc mà chủ mới giao cho. Điều quan trọng mà tôi hàng lo lắm, đó là cần có việc làm, có chút đỉnh lương, miễn có chỗ ăn, chỗ nằm là tốt rồi. Có vài lần thấy trong người khó chịu, cảm lạnh, tôi đã dùng dây dừa để tự cạo gió. Nhờ thế rồi, bệnh hoạn cũng phải xa tôi. Sau một năm lưu lạc xứ người, thời gian đã rèn luyện cho tinh thần và sức chịu đựng của tôi càng thêm vững chãi. Với hoàn cảnh lạc loài, nên tôi phải tự đứng và phải cố vươn lên. Thế rồi, vừa làm công việc của tôi, lúc rảnh rỗi, tôi âm thầm học hỏi thêm những gì khác. Như cách làm việc trên phòng đón khách, cách chào đón khách, cách tính tiền, thỉnh thoảng vào bếp học cách nấu các món ăn dễ, cách múc đồ ăn. Vì những khi vắng khách, mấy anh làm bếp thường ngồi nhâm nhi, nghỉ ngơi. Những lúc như vậy, có khách lai rai vào gọi các thức ăn, món gì mà tôi có thể nấu được, múc được là tôi xin làm thay mấy anh làm bếp. Buổi trưa ít khách, nếu có cũng là khách lao động như phu đạp xích lô hay phu xe ba gác. Những người khách này chỉ gọi một tô canh, dĩa đồ mặn và ít cơm, thế thôi. Những việc làm này tôi đã làm rất thạo. Mấy anh bé thấy tôi còn nhỏ mà siêng học hỏi, nên mấy anh sẵn sàng dạy cho tôi tất cả mọi việc, từ bếp lên phòng khách. Thời gian sau đó, trên phòng khách có một nhân viên thôi việc, nên ông chủ gọi tôi và bảo: "Bắt đầu từ hôm nay, anh không cần phải rửa chén nữa." Nghe ông chủ nói vậy, tôi hoảng sợ. Nhưng không, ông chủ nói nhanh để cho tôi được an tâm: "Từ nay em lên phòng ăn để phục vụ cho khách." Tôi mừng quá. Vậy là tôi an tâm và vui vẻ với công việc mới.
Với công việc mới này, tôi đã hăng say, không mệt mỏi. Trong thâm tâm tôi cứ nghĩ, đây là cơ hội mình học thêm nghề cho khá, và còn tiến thân, và cũng để khỏa lấp thời gian rảnh rỗi, tránh cho việc nhớ về cha mẹ, quê hương. Tất cả mọi công việc, từ trong ra ngoài, đều có tôi, và mọi công việc được giải quyết một cách tốt đẹp, nên ông chủ nhà hàng rất thương tôi. Mấy tháng sau đó, ông chủ gọi tôi đến quầy và bảo tôi: thấy em siêng năng, học việc nhanh, làm việc tốt, đáng tin cậy. Tôi có một người bạn cũng là chủ một nhà hàng lớn, khang trang hơn. Ông ấy cần một người như em. Tại đó, lương của em sẽ cao hơn và sẽ có tương lai hơn. Tôi thương em nên muốn nhường em lại cho ông ấy. Dạ, sau đó tôi được chuyển đến một nhà hàng lớn, khang trang hơn. Công việc làm nhàn mà lương lại cao hơn. Kể từ đó, cuộc đời gian truân của tôi cũng tạm yên. Làm một thời gian tại chỗ mới, mọi việc đều trở nên thông thả, nên tôi đã nghĩ ngay đến kế hoạch dành dụng vốn để phòng thân về sau. Mỗi tháng lương, tôi vào một chân hụi. Cuối năm, tôi hốt hụi chót. Tiền hốt hụi, tôi gửi ông chủ cất giùm. Cứ vậy, tôi dành dụm được một số vốn. Ngoài ra, thỉnh thoảng những người thương gia đem hàng ngoại quốc về, nhất là từ Hồng Kông, bán không hết. Số còn dư họ bán lại giá rẻ. Tôi lấy vốn mua các mặt hàng đó, bỏ vào kho cất. Đợi khi hàng hiếm, tôi đem ra bán, kiếm thêm lợi. Cứ thế một thời gian sau, thì tôi đã có được một số vốn tương đối, có thể chống cự lại với những khi không có việc làm. Vậy là tôi đã an tâm cho đời sống trên xứ người. Ngày qua ngày, gần 2 năm miệt mài trong công việc, tôi đã hoàn thành tốt những việc mà chủ giao phó. Tôi đã gây được lòng tin nơi ông chủ. Và cũng từ đó, ông chủ đã có cảm tình đặc biệt với tôi. Ông thấy tôi là một thanh niên mới lớn, biết lo làm ăn, nên ông chủ có ý muốn giới thiệu tôi với người cháu gái của ông. Thời gian cứ đều đặn trôi nhanh. Vào một ngày, tôi không nhớ chính xác vào ngày tháng nào, nhưng đó là năm 1952. Ông chủ biểu tôi đi chơi cùng ông. Mới nghe lệnh của ông chủ, tôi vô cùng ngạc nhiên, vì từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ được đối xử tốt như vậy. Nhưng cái ngạc nhiên chỉ là một thoáng, và phận công nhân, tôi phải ngoan ngoãn nhân lời ông chủ. Sau khi thay áo quần sạch sẽ, tôi theo ông chủ đến vùng chợ quán. Trước căn nhà có hàng nước đá, và bên trong thì có bàn để cho khách ngồi uống nước. Ông gọi nước uống. Sau đó mấy phút, một cô gái trông trẻ tuổi nhìn phúc hậu, bưng nước vào cho chúng tôi. Dạ, con kính mời ông. Dạ, mời anh. Uống xong, tôi theo ông chủ ra về. Sau này tôi mới biết, chính đây là lần ra mắt đầu tiên của hai chúng tôi. Và người con gái bưng nước đó đã trở thành vợ của tôi sau này. Nhưng lúc bấy giờ tôi có biết gì đâu. Vả lại, đầu óc của tôi chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Và cứ thế, thời gian cứ trôi theo vận đời xoay chuyển. Ngày ngày tôi càng được ông chủ thương, nên sự thân mật giữa tôi và ông càng ngày càng gần gũi nhau hơn. Vào một ngày đẹp trời, ông chủ gọi tôi vào và thân mật hỏi tôi: tụi cháu cũng đã lớn, đã đến lúc cần phải có gia đình rồi. Tôi có một người cháu gái quê ở Gia Rai, tỉnh Bạc Liêu.
Nhà cháu tôi là nhà lo làm ăn, nên cũng muốn tìm một người tốt, biết lo cho sự nghiệp. Cả nhà cháu gái tôi hiện đang ở vùng chợ quán, chợ lớn. Vì tình hình ở dưới quê lộn xộn, nên cả nhà dọn về đây để tránh bom đạn. Cái chỗ mà có lần tôi dẫn cháu đến đó. Nghe qua, tôi vô cùng bàng hoàng. Qua tâm sự của ông chủ, tôi hoang mang và chưa biết phải trả lời sao. Nên tôi trả lời trong kế quảng binh. Dạ thưa ông chủ, vì quá đột ngột nên con không biết trả lời với ông sao. Xin ông chủ cho con một thời gian để con suy nghĩ, rồi con thư lại với ông chủ. Sau cái lần hầu chuyện với ông chủ, tôi trở nên đăm chiêu và suy nghĩ rất nhiều. Đêm hôm đó tôi trằn trọc hoài, không ngủ được. Tôi nghĩ cưới vợ thì trước sau cũng phải có. Trong khi đó đã có vài người làm mai mối cho tôi với những gia đình giàu có. Qua suy nghĩ non dại của tôi, giàu có ai mà chẳng muốn. Nhưng giàu có do tự tay mình làm ra mới quý hơn và bền vững hơn. Tôi lại nghĩ thêm, cháu ông chủ cũng là đồng hương với mình, tánh tình hiền lành, chất phác, lại giỏi giang trong thương trường. Ông chủ, người đã hết lòng thương mình trong thời gian cơ cực vừa qua, được làm cháu rể của ông chủ thì còn gì tốt hơn. Tôi tìm gặp ông chủ và nói: Dạ thưa ông chủ, con đã suy nghĩ kỹ về cái việc mà ông đã nói với con. Con mang ơn ông vì ông đã chọn con làm cháu rể của ông. Con cảm ơn ông. Ông chủ vui lắm qua ý kiến ưng thuận của tôi. Ông chủ đã dàn xếp và biểu tôi đi sắm lễ vật đến xin làm lễ ra mắt và cũng là lễ hỏi vào năm 1952 tại chợ quán. Tới năm 1953, lễ cưới của chúng tôi được tổ chức. Sau đó vài tháng, tình hình an ninh ở Giá Rai, Bạc Liêu được lặp lại, nên cả gia đình bên vợ tôi kéo nhau về quê để dựng lại cơ nghiệp. Và cũng kể từ đó, đất Hiền Giá Rai có thêm một thành viên mới là chú rể Châu Thiếu Hùng. Bản hiệp ước riêng của hai chúng tôi được ký trước bản hiệp định Geneva một năm. Sau ngày trọng đại của đời người, chúng tôi song hành bên nhau suốt đoạn đường dài của cuộc đời. Tôi đã thật vững tâm và đã được an ủi thật nhiều. Cái cảm giác bị lạc lõng nơi xứ người đã phai dần trong tâm tư. Gia đình bên vợ đã cho tôi thật nhiều tình thương. Tô Mỹ Anh là người vợ hiền, đảm đang và rất nhạy bén trong thương trường. Đời sống kinh tế của chúng tôi tạm ổn định từ đó. Một hãng nước đá ở phía ngoài và bên trong là vài món hàng tạp hóa lúc khởi đầu. Thế mà vài năm sau, chúng tôi đã có một gian hàng tạp hóa quy mô. Rồi thì đăng ký môn bài bán đại lý rượu bia. Tiệm của vợ chồng tôi trở thành một tiệm tạp hóa được nhiều người biết đến của huyện Giá Rai vào thời đó. Và rồi những tiệm tạp hóa giống tôi mọc thêm lên, bên trái có, bên phải có, nhưng với chủ trương tránh cạnh tranh, vì cạnh tranh sẽ mất hòa khí, nên tôi chọn bán những mặt hàng khác với những người bạn hàng xóm. Tôi buôn toàn hàng ngoại, rượu, thuốc lá, bột ngọt, vân vân. Vào năm 1954, khi Hiệp định Geneva được ký kết để chia đất nước Việt Nam thành hai miền Nam Bắc, quận Giá Rai được chọn làm nơi trao đổi tù binh giữa hai khối tự do miền Nam và cộng sản miền Bắc, nên quận Giá Rai trở nên tấp nập. Người từ các nơi đổ về đây đông ơi là đông,
cửa hàng chúng tôi luôn luôn đông khách. Người người ra vào không ngớt, từ rạng sáng cho tới nửa đêm, lúc nào cũng có khách. Hàng hóa không đủ bán. Giá lại đường đi lại từ ngoài vào quận bị hư hại, nên cơ quan quân sự cấm xe lưu hành để dễ bề kiểm soát. Thật là khó khăn trong việc mua hàng từ Sài Gòn và trên tỉnh lỵ Bạc Liêu về. Những chuyến hàng chở bằng xe tải về huyện của tôi đều bị ngăn cấm. Thế là tôi mau mắn chọn con đường chở hàng bằng ghe nhỏ, chở hàng chạy vào các rạch, sông. Chúng tôi chặn xe tải ngoài đồng vắng, chuyển hàng chất đầy vào các ghe nhỏ, và cứ thế theo mấy đường rạch chở hàng về Giá Rai. Thế là tiệm của tôi mới có hàng đủ để cung cấp cho lượng người quá đông trong thời gian đó. Mệt thì có mệt, nhưng lời cũng khá nhiều, nên cái vất vả cũng được bồi đắp xứng đáng. Vốn của hai vợ chồng tôi càng vững vàng thêm kể từ đó. Đã đến lúc vợ chồng chúng tôi lên kế hoạch cho thế hệ kế tiếp. Và cứ thế, vợ tôi tuần tự sinh cho chúng tôi một đàn con, gái, trai, bụ bẩm. Đứa con gái lớn đầu lòng chào đời vào năm 1954, cũng là lúc tôi đón nhận cái cảm giác rạc rào và lâng lâng tràn ngập hồn tôi. Hạnh phúc bao giây vợ chồng chúng tôi, vợ của tôi, đã cho tôi rất nhiều, từ tình yêu lứa đôi, nghĩa vợ, tình chồng. Nàng là người vợ hiền, đảm đang, lại còn rất mạnh mẽ, tháo vát trong thương trường. Câu tục ngữ có nói, đồng vợ, đồng chồng, tác biển đông cũng cạn. Mà thật vậy, sau thời gian cùng song hành bên nhau, cùng gian truân, cùng vất vả, chia ngọt sẻ bùi, để rồi chúng tôi đã gầy dựng được một số vốn tương đối, có thể bảo bọc được cho một gia đình đông hơn trong một cái xã hội lúc bấy giờ. Thời gian cứ trôi qua nhanh, hai vợ chồng chúng tôi lặng ngụp trong hạnh phúc. Công việc làm ăn cứ vậy mà tiến đều theo với ngày tháng đi qua. Vào năm Bính Thân 1956, vợ lại sanh cho tôi một thằng con trai bụ bẩm. Tôi lại mừng hơn và thấy an tâm, đã có con trai nói giỏi tông đường. Đứa con trai mà tôi mong đợi chào đời, vợ tôi rất hả hê vì đã mang được niềm vui cho tôi nhiều hơn nữa. Tới giai đoạn này, kinh tế trong nhà chẳng phải lo lắng như mấy lúc ban đầu. Trong hoàn cảnh thông thả, vợ tôi lại sinh thêm cho tôi 7 đứa con nữa. Nhắc tới giai đoạn này, tôi phải thành kính để tỏ lòng tri ân bên ông bà ngoại, mấy cậu dì đã lo lắng trong những khó khăn khi vợ tôi lâm bồn. Trong thời kỳ đó, gia đình chúng tôi phát triển mạnh về mặt kinh tế, và đã là dân buôn bán thì việc ngoại giao với những người quyền thế tại địa phương là điều không thể thiếu được. Thế mà phe đối nghịch với chính quyền miền Nam đã ghi tên tôi vào bản phong thần. Tôi nhớ rất rõ, có lần hẹn hò đi nhậu với những gương mặt có quyền trong quận Giá Rai. Sau cửa nhậu ngoại giao, tôi đi theo đường quen về nhà. Vừa mở cửa nhà thì bên kia đường, một loạt súng tiểu liên đã bắn vào tôi. Tôi vội vã chạy vào trong nhà. Vào được bên trong, tôi vội kéo vợ con vào nhà sau để được an toàn. Lúc loạt đạn bắn vào trúng cửa, có một viên dội lại trúng vào chân tôi. Tôi có cảm giác nóng ở chân, nhưng sau đó khi đèn được bật sáng, nhìn vào chân tôi chẳng thấy hề hấn gì. Tạ ơn trời Phật đã che chở cho tôi thoát khỏi biến cố thập tử nhất sinh này. Sau sự việc muôn phần nguy hiểm cho tôi, sợ thì có, nhưng cũng giúp cho tôi thêm kinh nghiệm để sống. Và tôi đã đề cao cảnh giác sau đó.
Vậy là sóng gió đã qua với gia đình chúng tôi. Rồi thì cuộc sống bình dị lại tiếp nối. Cho đến một ngày của năm 1975, một biến cố lớn đã đến. Vùng đất hiền lành đã nuôi và cưu mang gia đình chúng tôi đã đổi chủ. Vì dù sao thì gia đình chúng tôi đã được gắn cho một hổn danh tư bản. Thế là chúng tôi đành bắp bụng để xa lìa mảnh đất thân thương, xa lìa sự nghiệp mà bao năm cả gia đình chúng tôi đã gầy dựng bằng mồ hôi và nước mắt. Cái nơi đã cho tôi rất nhiều kỷ niệm của tuổi thiếu thời. Cái nơi mà đã chôn chặt những nấm rún của các con tôi. Thử hỏi, ai mà không đau lòng khi phải bỏ tất cả để ra đi, mà chuyến ra đi trong vô vàn khó khăn, nguy hiểm. Chưa hẳn ra đi đã được an thân, thế nhưng cũng không còn cách chọn lựa nào khác. Phải tình nguyện dâng tặng cho chính quyền mới những của cải bằng mồ hôi, nước mắt, bằng cơ cực của bao nhiêu năm lao khổ để được ra đi trong suôn sẻ.